Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, quyền Châu Thành vừa tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí nâng cấp công trình sân đình Tân Xuân, thị trấn Tầm Du. Dự lễ tiếp nhận kinh phí có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Trần Văn Dũng. Đình Tân Xuân tọa lạc tại thị trấn Tầm Du, được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2014. Qua gần hai thế kỷ, đình Tân Xuân bị xuống cấp và được trùng tu vào năm 2018. Trải theo thời gian đến nay, sân đình đã tiếp tục xuống cấp. Qua lời kêu gọi vận động của lãnh đạo huyện Châu Thành, có 9 cá nhân đơn vị công ty trong và ngoài huyện ủng hộ 425 triệu đồng. Đây là điều kiện để huyện thực hiện tốt công tác duy tu bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử của địa phương. Dịp này, Quỹ ban nhân dân huyện Châu Thành đã trao tặng giấy khen cho 9 cá nhân tập thể có thành tích đóng góp kinh phí hỗ trợ địa phương xây dựng công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, chiều 29 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Quá tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Năm 2024, huyện đề ra 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, trong đó phấn đấu tổng sản lượng lương thực 229.800 tấn lúa khô, có thêm một sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cớp, thu ngân sách nhà nước 137,5 tỷ đồng, xây dựng thêm một trường đạt chuẩn quốc gia là trung học cơ sở thủy Tây, giảm 15% tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới so với đầu năm 2024, giải quyết việc làm cho khai 000 lao động cùng các chỉ tiêu khác. Năm 2024, huyện tập trung khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ bám sát kế hoạch theo nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị, gắn giới khả năng cơ đối, huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực, nỗ lực vô đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Long Hậu đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Long Hậu huy động hơn 376 tỷ đồng xây dựng xã nông thôn mới. Với sự vào cuộc quyết liệt của các quỹ chính quyền địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, xã Long Hậu đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Cần Chuột thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trong giai đoạn 2025-2030. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Cần Chuột và xã Long Hậu khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã Long Hậu đạt chuẩn nông thôn mới. Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kiến Thường tổ chức hội nghị lần thứ 13 để tổng kết công tác mặt trận năm 2023, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024. Trong năm 2023, mặt trận tổ quốc các cấp thị xã góp phần tích cực vào việc phát quy dân chủ, vận động nhân dân thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Vận động nhân dân đóng góp kinh phí gần 300 triệu đồng và 143 000 công lao động, khiến gần 4.000 m vuông đất, 21 công trình nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng nông thôn mới. Vận động đóng góp quỹ chi người nghèo trên 2,8 tỷ đồng. Dịp này, Quỹ ban Nhân dân Thị xã và Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã Kiến Tượng khen thưởng cho năm tập thể và chín cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác mặt trận năm 2023. Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Tân An tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Qua 5 năm nỗ lực phấn đấu, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Tân An đã góp phần cùng hội cấp trên cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ do đại hội lần thứ tư của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đề ra nhiệm kỳ mới, Hội Cựu thanh niên xung phong đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như: phấn đấu tập hợp được 100% cựu thanh niên xung phong tham gia sinh hoạt hội cơ sở xã phường, phấn đấu 100% các đối tượng chính sách thanh niên xung phong được giải quyết chế độ, 100% gia đình cựu thanh niên xung phong đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đại hội bầu ban chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Tân An nhiệm kỳ thứ tư 2023-2028 gồm 11 thành viên. Tại quyền Đức Huệ, Hội cựu chiến binh tỉnh Long An cùng Aishipan chia giánh Đức Huệ trao căn nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Nguyễn Giang Tấn, xã Mỹ Thành Bắc, là hội viên cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo. Căn nhà có diện tích sử dụng 50 m2 với tổng số tiền đầu tư xây dựng là 90 triệu đồng, trong đó Aishipan Đức Huệ tài trợ 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình góp thêm. Thưa quý vị, quý ban nhân dân quyền Tân Trụ phối hợp với truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh thuộc công ty truyền tải điện 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp năm 2023. Trong thời gian qua, truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tốt với các phòng ban chuyên môn huyện và ủy ban nhân dân các xã có đường dây truyền tải điện đi qua nên tình hình an ninh an toàn lưới điện được giữ vững, lưới điện vận hành an toàn ổn định, không có vụ việc mất cấp hoặc phá hoại nào xảy ra. Đặc biệt, đối với đường dây 500kV là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Dịp này có một tập thể trên 10 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện Tân Trụ khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn huyện năm 2023. Dầu những ngày này khi đến ban chỉ huy quân sự huyện Đức Huệ, dễ dàng nhìn thấy những hàng chậu bông dạng thọ màu gà đang hé nụ và chương mình khoe sắc đón chào năm mới. Như thông lệ hàng năm, cứ đến đầu tháng 9 âm lịch, ban chỉ huy quân sự huyện tiến hành gieo hạt, ươm mầm và chăm sóc cây phát triển. Năm nay, Ban Chỉ huy quân sự quyện trao khoảng 3.000 chậu qua dạng thọ, màu gà và hướng dương để chuẩn bị đón chào Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Việc trao qua đón Tết là hoạt động thiết thực của cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy quân sự các địa phương vừa tiết kiệm kinh phí cho đơn trị, vừa xây dựng cảnh quan thêm xanh, đẹp. Thưa quý vị, trong những ngày giáp Tết Dương Lịch 2024, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sông Trăng, bộ đội biên phòng Long An cùng các lực lượng vẫn duy trì tuần tra ngày đêm trên tuyến biên giới giữ bình yên cho người dân an tâm vui xuân đón chào năm mới 2024. Đoạn biên giới, đồn biên phòng sông Trang phụ trách dài hơn 15,8 km, có địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối tắt, nên các đối tượng lợi dụng điều kiện này để thực hiện các hoạt động chi phạm pháp luật, nhất là vào dịp Tết. Nắm chắc tình hình trên, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, dịp trước trong và sau Tết. Đơn vị đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với lực lượng công an, quân sự huyện Tân Hưng và ba xã biên giới trong đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới trước, trong và sau Tết năm 2024. Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động, công khai và mật phục nhằm phát hiện, bắt giữ tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ngoài ra, đội biên phòng sông Trăng còn tuyên truyền vận động người dân sống trên khu vực biên giới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu. Bản thân tôi từ trước đến nay chấp hành tốt những quy định của nhà nước là không buôn lậu và không tiếp tay cho buôn lậu. Và một khi chúng tôi phát hiện sẽ báo cho đồn biên phòng để kịp thời ngăn chặn những hành vi buôn lậu trái pháp luật với tinh thần trách nhiệm chung, cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh cùng các lực lượng công an quân sự trên địa bàn huyện Tân Hưng nỗ lực bám biên giới, giữ vững ổn định an ninh trật tự, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong dịp Tết. Xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa chính thức công bố 10 sự kiện văn hóa thể thao du lịch tiêu biểu năm 2023. Trong số này có 5 sự kiện về văn hóa, 3 sự kiện về thể thao và 2 sự kiện về du lịch. Ba sự kiện văn hóa đáng chú ý trong năm qua gồm kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam, hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc, hội an Đà Lạt được công nhận thành phố sáng tạo của UNESCO, ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu. Việt Nam trúng cử thành viên Quỹ ban di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2028. Ba sự kiện về thể thao là lần đầu tiên Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp quy chương khi thi đấu ở nước ngoài tại Sea Games 32 tại Campuchia. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết của cấp nữ 2023 và sự kiện bắn súng Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quy chương vàng tại ASAT. Hai sự kiện về du lịch là việc chính phủ ban hành nghị quyết áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước dùng lãnh thổ và du lịch Việt Nam đoạt nhiều giải thưởng của Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2023. Trong đó, lần thứ tư, Việt Nam được kinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Lần thứ năm được bình chọn là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á. Thưa quý vị, Cục Du lịch Quốc gia đặt mục tiêu đón 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa trong năm 2024. Với mục tiêu này, du lịch Việt dự kiến phục hồi 95 đến 100% so với năm 2019. Năm 2023, Việt Nam đón hơn 12 triệu lượt khách, vượt mục tiêu đề ra đầu năm là 8 triệu lượt và bằng 70% năm 2019 trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Tổng thu du lịch 2024 ước đạt 840.000 tỷ đồng, cao gấp 1,25 tổng thu năm 2023 và gấp 1,2 lần so với năm 2019. Chương trình cứu trợ Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine hôm qua cho biết một đoàn xe chở hàng diện trợ của tổ chức này cho người dân ở giải Gaza đã bị tấn công. Dù việc xảy ra hôm 28 tháng 12, tuy không gây thương vong cho người nhưng đã làm hư hại một phương tiện. Theo tổ chức trên, các binh lính Israel đã bắn vào đoàn xe khi họ đang trên đường trở về từ phía bắc giải Gaza, đi dọc theo tuyến đường do quân đội Israel chỉ định. Quân đội Israel cũng đã lên tiếng và cho biết đang điều tra các thông tin liên quan. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tình hình tại Gaza ngày càng trở nên bất ổn và mất an ninh, trong khi lương thực thiếu thốn trầm trọng do các chiến dịch tấn công của quân đội Israel. Cơ quan Y tế ở giải Gaza cho biết gần 22.000 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 56.000 người đã bị thương kể từ khi quân đội Israel mở chiến dịch tấn công vào vùng lãnh thổ này của Palestine. Ngày 29 tháng 12, Campuchia đã long trọng tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày kết thúc nội chiến và thành công của chính sách hợp tác cùng thắng, đồng thời kỷ niệm 5 năm ngày khánh thành tượng đài Thắng Thắng, công trình mang tính biểu tượng khắc ghi ý nghĩa lịch sử của chính sách hợp tác cùng thắng và tinh thần hòa hợp dân tộc. Phát biểu tại sự kiện được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã điểm lại bối cảnh hình thành và khẳng định ý nghĩa lịch sử của chính sách hợp tác cùng thắng do cựu Thủ tướng Hun Sen khởi xướng cách đây 25 năm. Đề cập đến ý nghĩa của công trình tượng đài Thắng Thắng, Thủ tướng Hun Manet khẳng định việc xây dựng tượng đài nhằm lưu giữ những chứng tích lịch sử quý giá cho các thế hệ người dân Campuchia mai sau. Bên cạnh đó, ông Hun Manet nhấn mạnh, Campuchia đang trên con đường phát triển và trong 25 năm tới sẽ hướng đến mục tiêu kiến tạo một đất nước vững mạnh, năng động và thịnh vượng, đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2050. Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Darmanin thông báo nước này sẽ triển khai một số lượng lớn cảnh sát và binh lính đảm bảo an ninh cho lễ đón năm mới 2024 do lo ngại các nguy cơ khủng bố đang ở mức cao. Cụ thể, sẽ có khoảng 90.000 cảnh sát được triển khai trên khắp nước Pháp, trong đó ở thủ đô Paris là 6.000 người. Bên cạnh đó, khoảng 5.000 binh sĩ từ một đơn vị chuyên trách cũng sẽ được triển khai để phối hợp đối phó với các mối đe dọa khủng bố. Theo lời của Bộ trưởng Nội vụ Pháp, hiện các mối đe dọa khủng bố đang ở mức rất cao và thường trực, nhất là trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông. Trước đó, giới chức an ninh châu Âu cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công của các chiến binh Hồi giáo cực đoan liên quan đến cuộc chiến hiện nay giữa Hamas và Israel. Chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm giao thừa, ban tổ chức sự kiện chào năm mới tại thành phố New York, Mỹ đã tiết lộ thiết kế mới của quả cầu pha lê mang tính biểu tượng tại quảng trường thời đại. Hàng trăm trong số gần 3.000 tấm pha lê của quả cầu đã được thay thế với thiết kế mới là quả tiết thắt hình nơ. Theo ông Jeffrey Strauss, chủ tịch của Countdown Entertainment, quảng trường thời đại từng được biết đến với tên gọi Double Tie, tức là chiếc nơ. Thiết kế nơ trên quả cầu năm mới cũng nhằm kỷ niệm 120 năm đón giao thừa tại địa điểm này của quảng trường thời đại. Thiết kế kỷ niệm năm nay có quả tiết nơ được tạo ra với sự hợp tác của Fontainebleau Las Vegas, khu nghỉ dưỡng và sông bạc sang trọng nổi tiếng với các quả tiết hình nơ. Dự kiến sẽ có gần 1 triệu người đến quảng trường thời đại chiêm ngưỡng khung cảnh này và khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp. Ngày 29 tháng 12, các sân bay và nhà ga lớn của Nhật Bản đã rơi vào tình trạng quá tải do hành khách đổi về quê trong kỳ nghỉ năm mới đầu tiên kể từ khi chính phủ nước này hạ cảnh báo COVID-19 xuống mức tương đương cúm mùa. Hãng hàng không All Nippon Airways cho biết 99% số chuyến bay nội địa của hãng khởi hành từ sân bay Haneda ở Tokyo đã được đặt giá trước với tổng cộng khoảng 55.000 hành khách. Hãng hàng không Japan Airlines cũng thông báo các chuyến bay của hãng gần như đã được đặt kính chỗ. Trong khi đó, 6 công ty đường sắt lớn của Nhật Bản thông báo lượng chỗ ngồi được đặt trước trên các chuyến tàu Shinkansen và các chuyến tàu khác đạt tổng cộng 3,5 triệu chỗ trong thời gian từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến ngày 4 tháng 1 năm 2024, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà vận hành tàu Shinkansen và các hãng hàng không dự đoán lượng hành khách trở lại sau kỳ nghỉ năm mới sẽ đạt mức cao nhất vào ngày 3 tháng 1 năm 2024. Nhật Bản đã ghi nhận sự gia tăng mạnh lượng khách du lịch trong và ngoài nước kể từ khi chính phủ nước này giảm cấp độ cảnh báo dịch COVID-19 hồi tháng 5 và nới lỏng đáng kể các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng chống dịch. Tại Trung Quốc, nơi có dân số đông thứ hai thế giới với hơn 1,4 tỷ người, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia của nước này dự đoán sẽ có khoảng 63 triệu lượt hành khách lựa chọn tàu hỏa là phương tiện đi lại chính trong dịp năm mới 2024, Cao điểm đi lại rơi vào ngày 29 tháng 12, ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ 5 ngày, kéo dài đến ngày 2 tháng 1 năm 2024. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến của người dân, Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc đã lên kế hoạch tăng số lượng các chuyến tàu trong suốt dịp Tết, đặc biệt là các tuyến phổ thông. Đáng chú ý, Cục Đường sắt Thẩm Dương đã bổ sung thêm các tuyến đường sắt kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng như Trường Xuân, Diên Cát và Tùng Nguyên ở Tây Bắc Trung Quốc. Cục Đường sắt Thành Đô cũng đang gấp rút bố trí tăng các chuyến tàu. Còn tại khu tự trị Tân Cương, cục đường sắt dự kiến sẽ phục vụ khoảng 124.000 lượt hành khách, tăng gấp đôi dịp năm mới 2023, do tour du lịch ngắm băng tuyết tại đây đang rất đắt khách. Ngoài ra, giới chức đường sắt Tân Cương cũng sẽ mở tuyến đường sắt ngắm băng tuyết từ Urumqi đến Anh Tây để phục vụ nhu cầu của hành khách.